châu chấu xanh. Trong số cư dân ở khu vườn, chỉ có châu chấu xanh là đã trí nhất. Rất may là thi thoảng nếu chị có làm gì sai thì cũng không ai nỡ giận chị nhiều. Vì châu chấu xanh vốn rất tốt bụng, chị luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Một hôm, châu chấu xanh vừa nhặt vào đám cỏ thì gặp ông Bét Hạt Mít, hai tay cầm hai bức thư. Chà, gặp chị đúng lúc quá, ông Bét kêu lên. Tôi đang muốn nhờ chị đưa dùm một bức thư tới hoàng hậu ông và một bức thư cho ông nơ vàng. Đi, châu chấu xanh, còn nhớ đừng la cả trên đường nhé. Châu chấu xanh rất vui vì nghĩ rằng mình có ích cho mọi người. Chị lát tắt nhặt rồi nấp hút vào đám cỏ. Nhưng vừa đi được nửa đường, chị muốn biết ông đất viết gì trong thư. Chẳng có ai nhìn thấy, chị nhẹ nhàng mở hai bức thư và vội vã ăn. Nhưng sợ có người bắt quả tang, chị cứ cuộc viết thư lại phong bì. Nhưng chị để nhầm rồi, là thư gửi hoàng hậu thì lại ở trong phong bì gửi ông nơ vàng. Còn thư của ông nơ vàng lại nằm trong phong bì gửi hoàng hậu. Châu chấu xanh đến trước nhà ông nơ vàng và biết lá thư dưới cánh cửa có để địa chỉ giống trên phong bì. Sau đó, chị bay theo hướng đàn ông tới nơi ở của hoàng hậu ông. Đó là một ngôi nhà kiểu cổ, bằng sắt ong rất khó vào. Ai từ đấy hả? Mấy người lính gác hét lên, tay chĩa ngang mấy cái gì đinh ba. Tôi đem thư tới cho hoàng hậu. Châu chấu xanh vẫy vẫy lá thư và rụt rè nói. Một lá thư cho hoàng hậu à? Lính canh hỏi lại. Thế là một chú ong bay tới cầm lá thư, tôi chuyển sang cho một chú khác, rồi một chú khác cho tới khi đến được hoàng cung. Khi hoàng hậu đọc lá thư, mặt bà chợt biến sắc, bà gào lên giận dữ, mặt đỏ tía tai. Lời lẽ trong thư rất trỗi sửa. Đồ côn trùng thô thiện, tham lam hút mật, đồ độc ác. Nếu ta thấy mi còn ăn gắp phấn trên những bông hoa của ta thì ta cho mi tan cánh. Ký tên ông Bét Hạt Mít. Lúc đấy ông nơ vàng ngậm ngực trên cửa ra và bức thư có lời lẽ rất dịu dàng của ông Bét. Ôi chúa ơi, ông Bét đáng yêu, các bạn ơi nghe tớ đọc nhé. Ôi vị hoàng hậu đáng yêu của tôi, nàng đã làm nên thứ mật thơ nồng nàn, những bông hồng không nói lên lời và trái tim ta muốn ca lên vì nàng. Và cả bàn phá lên cười, hắn yêu rồi, hắn yêu rồi. Chúng ta thừa hiểu là hoàng hậu ông vẫn đang vô cùng tức giận. Bà lệnh cho đám lính hầu đi tóm cổ tên ông đất về cung. Ôi cứu với, cứu với. Ông đất vừa đẩy lũ lính ra vừa cười toáng lên. Châu chấu xanh đã hiểu việc làm ngốc nghếch của mình và chỉ nhặt ngay đến nhà ông nơ vàng. Vì cô là người duy nhất có thể cứu ông đất ra khỏi vụ này. Ôi chúa ơi, chỉ còn cách đưa trả lại lá thư của chính hoàng hậu thôi và đừng quên đem lá thư của tôi nhé. Tôi hứa sẽ đem về cho cô, châu chấu xanh nói trước khi quay đi. Châu chấu xanh lấy hết dũng cảm quay lại lâu đài để trả lại cho hoàng hậu ông là thư thuộc về bà. Chị giải thích cho hoàng hậu sự lầm lẫn của mình. Đọc được những phật thư chi ân nói này, hoàng hậu dần nguôi giận dạ, hạ lệnh thả ông đất ra. Còn bức thư kia đã bị rách nát, châu chấu xanh không muốn đưa lá thư ấy cho ông nơ vàng vì chị sợ sẽ xảy ra chuyện như vừa rồi. Lần này thì tôi nghĩ chị châu chấu xanh của chúng ta đã làm đúng.